Cô Ngọc Anh xin chào tất cả các bạn nhỏ vô cùng đáng yêu. Ngày hôm qua chúng mình đã nghe câu chuyện gì rồi nào? Có bạn nào nhớ không? Ngày hôm qua thì cô Ngọc Anh đã kể cho các bạn nghe câu chuyện Công và Quạ rồi. Và ngày hôm nay là một câu chuyện vô cùng thú vị khác. Đó là câu chuyện Đám Cưới Kỳ Lạ. Các bạn cùng nghe nhé! Ở một làng ven biển, có một nhà xưa nay được tiếng là phúc đức, nhân hậu hay giúp đỡ người nghèo khó, cơ nhỡ. Nhưng lại hiếm hoi quá, vợ chồng tóc đã hoa râm mà chưa được mụn con nào cả. Thế rồi năm ấy, người vợ mới có thai. Vợ chồng mừng lắm, suốt một mùa cá, người chồng không đi biển mà ở nhà làm nương để săn sóc việc nhà cho vợ được nghỉ ngơi, dưỡng thai. Đến ngày đẻ, người vợ sinh ra một cái bọc to. Trong bọc vàng già nghe tiếng kêu lạ lắm. Rồi cái thai như con gà mới nở đạp vỏ trứng. Trong bọc mới nhảy ra một con dê xinh xắn. Con dê mới sinh thật khác đứa trẻ. Dê con đã có móng, hai mép mọc hàng ria, bốn chân thì duỗi thẳng, ve vẩy đuôi, đứng dậy bước nhanh nhanh ngay. Dê không khóc eo e, mà dê dơ mõm ra kêu bê, bê, bê. Người chồng mới bực quá và nói: con ma vào nhà ta, quẳng nó xuống bể thôi. Nhưng người vợ nghĩ tình mẹ mang nặng đẻ đau, không nỡ làm ác, khuyên chồng cứ để nuôi, mang nỗi buồn u uất. Ít lâu sau, người chồng ốm rồi qua đời. Trong nhà chỉ còn có hai mẹ con, dê đã bập bẹ biết nói. Chẳng bao lâu đã giúp mẹ được việc, khi trong nhà, khi ngoài vườn. Bưng cái chậu cám vào chỗ chuồng lợn, vác củi xuống bếp, lại theo mẹ lên rừng đào củ mài, xốc vác chẳng kém nào đứa trẻ ở tầm tuổi ấy. Mẹ vừa ngạc nhiên, vừa thương, nhưng cũng khuây khỏa, đỡ tủi thân. Chẳng bao lâu thì mẹ tính đốt ngón tay, nếu là người thì dê cũng đã là chàng trai 17 tuổi rồi. Một hôm dê mới bảo với mẹ rằng: nhà ta vắng vẻ quá, mẹ lo tìm con dâu về đỡ đần mẹ cho vui nhà. Mẹ mới khóc và lặng im. Dê lại nói, vẻ tinh quái và hóm hỉnh: nhà phú ông ở làng dưới có 3 cô con gái, mẹ đi hỏi xem cho con 1 cô về làm dâu mẹ nhé. Mẹ đang khóc cũng phải phì cười, rồi nghiêm nét mặt lại. Nhà người ta chẳng gả cho con đâu, mẹ vác mặt đi để mà làm trò cười à? Nhưng mà dê cứ khẩn khoản mãi. Dê bảo đã được nghe biết nhà phú ông quý người và chiều các con gái lắm. Mẹ sinh ra con cũng biết ăn, biết nghĩ, biết nói. Con có kém ai đâu. Lấy làm lạ, cái gì con cũng biết như thế. Và nể con lại thương con. Mẹ đến nhà phú ông. Chào hỏi phú ông rồi, bà lúng túng không biết nói thế nào. Sau phú ông tốt bụng đã nhanh nhỏ hỏi trước. Bà đến chơi có việc gì thế? Việc gì tôi giúp được bà nào? Bấy giờ thì bà mới dám nói thật. Nghe xong phú ông ngạc nhiên đến ơ mặt ra. Nhưng phú ông vốn là người trầm tĩnh, đã dằn được cơn bực mình. Tuy vậy cũng thốt ra một câu mỉa mai nặng lời. Ai lại đem con vàng con bạc mà đeo cho con chó con dê được? Bà đi về đi. Nhưng bà mẹ vẫn nhẫn nhục ngồi lại, cứ năn nỉ, cứ khóc. Phú ông cũng hay thương người, lại nghĩ ta chẳng mất gì. Thế thì cho các con gái ra để bà lão trông thấy tận mắt, nghe tận tai. Thế thì bà lão mới chẳng còn hy vọng được nữa. Phú ông cũng nói, tôi cũng chiều bà lão, tôi cho các con gái tôi ra đây. Đứa nào mà bằng lòng lấy con bà thì tôi gả cho, thật đấy. Phú ông mới gọi 3 cô con gái ở trong nhà ra. Phú ông bảo, có đứa nào muốn về làm dâu bà này không à? Các cô gái hỏi, thưa cha, lấy chồng là thằng dê ấy ạ? Rồi cười như nắc nẻ. Cô cả nguyết dài một cái, rồi quay mặt đi vào. Cô thứ hai ôm tay lên mặt và nói, xấu hổ quá, xấu hổ quá, rồi chạy xuống bếp. Cô thứ ba thì đứng im, phú ông mới hỏi, con thì thế nào? Cô ba khép nép cúi đầu, cha mẹ đặt đâu, con xin ngồi đấy.
Phụ ông lại ngạc nhiên đến ngơ ngác, và lạ lùng hơn cả cái lúc mà bà lão ngỏ lời xin dâu. Câu nói của cô Út cũng là câu nói ý tứ thường đã được nghe của các cô gái đã bằng lòng khi cha mẹ hỏi. Phú ông ướm lời, tức là cho con cái được chọn. Này nó lại thưa lại thế, thì ông biết nói năng sao? Nhất là khi ấy có cả bà lão đi dạm vợ cho con cũng ngồi đấy. Vậy cũng như là ba mặt một lời rồi. Và chăng phú ông, người ngay thẳng, chỉ biết nghĩ có một điều chân thật. Nhưng mà không mỗi chốc đã dịu được cơn lo lắng trước cái sự oái oăm nhất trần đời thế này, phú ông mới chợt nghĩ ra một cách đối phó. Được rồi, ta sẽ thách cưới đến nỗi bà lão không thể nào lo cho được. Thế là từ chối được mà không mang tiếng là khinh người. Các con của bà đã vào cả trong nhà, phú ông mới bảo bà lão: Tôi bằng lòng cả cái ba cho con bà. Bà hãy về lo cho đầy đủ sính lễ, phiên chợ sau thì đem lại đây tất cả. Nhà tôi họ hàng nội ngoại khách khứa nhiều, làm cỗ mất 100 con trâu, 100 con bò, 1.000 hũ đại rượu tăm. Còn như sắm sửa cho cô dâu thì nhà trai phải biện đủ 500 thoi vàng 10, 1.000 hạt ngọc ngoài bể đông, với 10 gánh lụa quyến, 10 gánh xa hoa. Bà lão nghe vậy thì biết vậy, cứ lẩm nhẩm nhớ cho đủ các thứ đã rối cả ruột. Rồi bà mới xin phép phú ông và ra về. Chàng dê đón mẹ ở ngoài đầu ngõ hỏi ngay. Mẹ chỉ thở dài, mãi sau mới nói: Người ta thách 1.000 thứ dưới thế gian này, nhà ta làm sao mà lo được? Mà đến có khi lên trời tìm cũng chẳng đủ, con đừng hỏi mẹ nữa. Dê van lậy mãi, mẹ mới chịu nói rõ ra. Nghe xong, dê nhảy cỡn như múa, reo lên: Mẹ đừng sợ, mẹ đừng sợ, chẳng khó đâu, con có tất cả, con lo được tất cả ngay. Nửa đêm sáng trăng, dê đi vào cánh rừng thưa đằng sau nhà. Vừa bước vào dưới bóng rừng thì dê đã không phải là con dê chạy lon ton lúc trước, mà là một chàng trai trẻ tuấn tú, lực lưỡng, mắt sáng quắc, bước nhanh thoăn thoắt. Chàng trai mới đưa hai bàn tay lên miệng làm tù và rúc lên mấy tiếng. Chỉ trong chớp mắt thôi, xung quanh bước ra lần lượt có đến cả trăm người. Chàng trai nói với từng bọn, nghe rồi họ lại đi ngay. Chốc lát, khu rừng vắng lặng, chỉ còn ánh trăng. Tối hôm sau, dê lại hóa chàng trai vào rừng, đã thấy đám gia nhân tối ngày hôm qua ra đón. Trông vào trong ánh trăng thấy rõ ràng những đàn trâu, đàn bò đứng ngổn ngang sang cả rừng bên kia. Trên mặt cỏ trải chiếu bày những chiếc mâm thau lóng lánh vàng bạc và châu ngọc. Chàng thanh niên mới trở vào nhà. Sáng sớm, dê đưa mẹ vào rừng. Mẹ choáng người trông thấy mọi thứ đầy đủ như lời phú ông thách cưới hôm trước. Mấy trăm con trâu, con bò béo mỡ màng đứng thành đàn. Mỗi đám có một người cầm roi thứ tự dẫn đi. Những người con trai, con gái sống áo lụa là, đội những chiếc mâm lót lụa phủ nhiễu điều. Trên mâm đồng thau xếp lần lượt những thoi vàng, những hạt ngọc sáng lóa mắt. Tất cả đều xiễu qua trước mặt mẹ. Dê nói: Lạy mẹ, mọi lễ vật đã biện được đủ, mẹ vào nhà thay váy áo mới rồi đưa sang nhà gái cho con. Trong nhà đã sẵn một hòm xiêm áo tinh tươm. Mẹ mặc áo lam, thắt lưng nhiễu, ngồi trên chiếc võng điều. Đoàn người đưa lễ vật thách cưới rực rỡ đi dòng dài. Đằng sau không biết mấy trăm con trâu con bò được đánh theo. Lại lũ lượt những người khăn nhiễu áo the, đội những mâm cau, những hũ rượu. Tưng bừng trong làng chưa thấy bao giờ, cả mấy làng cùng đổ ra xem. Thế là lễ hỏi chàng dê lấy con gái nhà phú ông đã đầy đủ xong xuôi. Ai nấy mong ngóng đến ngày đám cưới lạ lùng. Ngày cưới đợi chờ đã đến, người xem càng nô nức đông nghịt hai bên đường. Mà kỳ quái thật, chú rể dê vẫn bộ lông vàng sẫm, bốn móng chân ngập bùn, nghênh cặp sừng nhọn hoắt trên bộ râu ria vểnh buộc giải lụa hồng, bốn chân nhưng nháo chạy nhấp nhô, lúc thì chen vào đám các cô đón dâu, lúc lên bốn chân trước lững thững cạnh cụ cầm hương trên hàng đầu, cứ nhố nhằng chẳng ra làm sao. Người đứng hai bên đường reo hò, cười loạn lên. Chẳng có một ai phù rể, cô dâu cũng không có người phù dâu,
Cô đi một mình giữa hai cô đón dâu. Cô cúi mặt, hàng nước mắt chan hòa. Nhưng họ nhà trai, họ nhà gái thì đông đảo. Ai cũng mừng đám cưới to, sắp được ăn cỗ to. Đám rước dâu về đến nhà trai. Cả trăm mâm cỗ được bày ra. Hai họ tưng bừng ăn uống đến quá nửa đêm. Chú rể dề mới nhảy nhót thoăn thoắt từ chiếu rượu này sang chiếu rượu khác. Mõm kêu be be. Gia ý mời mọc hai họ đến vui, cho no say. Cô dâu ngồi trong buồng khóc ướt cả thắt lưng, cả dải yếm. Chừng như đã khuya, khách đã về vãn. Cô dâu nghe tiếng kịch cửa buồng, rồi tiếng móng chân cào cào vách. Cô dâu cũng không buồn trông ra, mà vẫn úp mặt vào vạt áo, khóc rưng rức. Đến lúc rõ tiếng bước chân vào buồng, cô mới nghiêng mắt thì nhìn thấy cánh cửa đã cài then lại. Một trang công tử, mặt đẹp ngời ngời, đầu chít khăn điều, tấm áo lụa thiền thanh thắt lưng, bỏ giọt màu lục. Chàng cười và nói, lại nhau à, chú rể đây mà. Cô dâu lau nước mắt, buông vạt áo xuống. Hôm sau ngày lễ lại mặt, vợ chồng về nhà gái ăn cỗ. Hai chị có ý ngóng vợ chồng em về để xem ra sao. Vẫn thấy anh chàng dê lũng cũn lúc trước, chạy trước, lúc thì theo sau vợ. Nhưng mà lạ thay, hai chị nhìn thấy mặt em, mặt hoa da phấn, có phần tươi cười hớn hở hơn hôm qua nhiều. Hai chị chưa kịp lựa lời gặng hỏi thì đã đến lúc ăn cỗ. Hai chị thấy chú rể mới đứng vụng mõm vào cái chậu, nhai cơm tộp tộp thì mới cười thầm và nghĩ, mày dại thì cho mày ăn dơ, quên cả tò mò nguồn cơn về những nét vui trên gương mặt của em. Lại đến một ngày vợ chồng dê về bên ngoại ăn cỗ. Theo lệ thường, con cháu trong nhà đến từ hôm trước làm cỗ giúp. Vợ chồng dê sang nhà bố mẹ từ sáng sớm, thấy dê lon ton chạy vào, hai chị mới chua chát bĩu môi bảo em, mày gan thế, sao mày chưa đem nó lên chợ bán cho lái trâu lái lợn. Em cười, không, chồng em thì em quý, em yêu chứ. Hai chị quay mặt đi. Chập tối ăn cỗ xong, hai chị trông thấy dê nhảy vào buồng. Cửa buồng đã khép, nhưng sáng đèn vẫn hắt ra qua vách liếp thì không thấy dê đâu, mà thấy một phong lưu công tử đẹp như người trong tranh hiện ra, đường cúi xuống khều bấc cho đĩa đèn cao, ngọn sáng tỏ hơn. Hai chị nhìn nhau ngơ ngác. Vợ chồng dê trở về nhà. Bây giờ nhà cửa đã khang trang. Mẹ dê thì xiết bao vui mừng, bởi đã biết con mình là một chàng thanh niên tuấn tú. Nhưng nghe lời con dặn, mẹ cũng không kể câu chuyện kỳ lạ với ai. Một đêm vợ mới hỏi chồng, bây giờ ta đã nên đôi, sao mình lại cứ phải đổi kiếp, ngày kiếp đêm khác nhau như vậy. Chồng mới kể, bố mẹ tôi xưa kia là chúa đất giàu có một phương, chẳng may bị một bọn cướp đến giết hại cả, rồi lấy hết của cải. Khi ấy tôi còn bé, chạy thoát được. Bọn cướp đuổi không kịp, may tôi được thần đất cứu, cho tôi đầu thai làm kiếp dê để che giấu hẳn vết tích. Ngày ấy thần đất có dặn rằng, khi nào con lấy được vợ là người thì được trở về làm người. Vợ nói, bây giờ anh lấy vợ là người rồi. Nhưng thần đất lại bảo, kiếp con gian truân lắm, trở về làm người rồi, con lại gặp nạn một lần nữa, cũng không biết là vợ hay chồng bị gánh chịu. Con phải tự lo liệu mà thoát cơn hiểm nguy này, cho nên bấy lâu cứ chủ trừ. Vợ thở dài, cứ đêm người, ngày ma thế này thì buồn quá. Rồi lại nói, bây giờ mình quyết định đi, có thế nào thì vợ chồng cùng lo. Sáng hôm sau, hai vợ chồng dắt nhau về nhà bố mẹ. Vợ với thưa với bố mẹ, chồng con đây. Cả nhà mừng rỡ rõ ràng được chàng rể ra người. Làng nước lại lâu nức ăn cỗ cưới lần nữa. Chú rể ngồi cùng mâm với trai làng, ai cũng khen ngợi vợ chồng đẹp đôi và bảo đây là duyên trời, cho nên éo le mới được như thế. Chỉ có hai người chị lặng lặng không nói. Hai chị đã ngấm ngầm cay đắng từ hôm trông trộm khe vách, thấy trang phong lưu công tử trong buồng ở dưới ánh đèn. Vụ mùa năm ấy, chàng rể mới xin bố mẹ vợ cho được đến ở rể và cả nhà cùng đến. Được ưng thuận, vợ chồng cùng mẹ khuân dọn đồ đạc,
thóc ngô và châu bò đến, lại thuê người làm ngôi nhà mới. Hai nhà từ đấy như một, phú ông thêm người ăn người làm, ngày một giàu có hơn. Một năm kia, con sông lớn chảy qua cánh đồng, bỗng đổi dòng. Con sông vốn bên lở bên bồi, xưa nay thế, nhưng mùa này nước lũ dữ dội hơn nhiều. Chỉ qua một con nước lớn, tất cả các cánh đồng đã tan hoang, trôi theo dòng chảy đục ngầu, nước liếm vào tận quanh chân tre. Thế này thì chỉ vụ nước sang năm, cả làng có thể đã trơ vơ ra giữa sông, đến chết đói chết đuối mất. Khắp vùng mới nháo lên, lo chạy đi ở nơi khác. Chàng rể mới nói với bố vợ rằng: nghe ngoài cửa sông ra bể có bến to, thuyền bè các xứ thông thương đông vui, con thử ra xem sao. Nếu ngoài ấy làm ăn được, con sẽ về đón cả nhà cùng ra ở. Chồng đưa vợ một con dao, một hòn đá đánh lửa, và trước khi xuống thuyền xuôi đi, chàng mới dặn vợ: hai thứ này phải giữ luôn ở bên mình, có khi sẽ cần đến. Tháng sau, các làng vùng dưới mở hội cầu thần sông, thần đất, phù hộ cho làng nước được thoát khỏi nạn nước lụt, đất lở. Mấy nơi đều đi lễ, đi xem hội. Hai chị mới rủ em đi hội. Em viện cớ chồng vắng nhà, ở nhà chỉ có một mình mẹ, không muốn đi. Nhưng hai chị nài nỉ quá, em cũng nể. Thế là ba chị em cùng đi hội. Chiếc thuyền thúng xuôi về bến dưới, giữa dòng mênh mông, thình lình hai chị xúm lại đẩy em xuống dòng nước chảy xiết, rồi hối hả chèo thuyền trở về. Vừa đến cổng đã kêu khóc râm ran rằng em cúi xuống rửa tay, chẳng may chiếc thuyền thúng chòng chành, em ngã lộn xuống sông chết chìm. Quả đúng là cảnh thảm ấy, chỉ khác là hai chị đã xô em xuống sông, và khác nữa là em không chìm nghỉm mà em quờ quạng rồi nước đẩy trôi đi một quãng, thì một con cá kình trông thấy mồi mới xông đến. Em nhớ rằng trong thắt lưng của mình có con dao, em đã lấy con dao ra đâm cá. Con cá to như là cánh phản húc vào mồi. Em cầm dao trèo được lên lưng cá, cứ thế dao đâm thủng đầu cá. Em móc tay vào đầu cá, sóng nước không hất người đi được, nhưng em chìm dần trong nước. Em đã ngạt thở, đuối lắm rồi, may sao con cá chết đã nổi dần lên. Con cá kình phơi mình lập lờ trên mặt nước, cá to như cái bè. Em mới bíu con cá chết cho sóng đưa đi. Lúc nào đói thì lấy dao lóc thịt cá ra ăn. Chẳng biết được mấy hôm, cá và người đã trôi ra ngoài cửa biển. Xác cá thì dạt vào một đảo hoang. Người em mới lội lên bờ, vào bãi cát. Em đã có sẵn con dao và hòn đá đánh lửa. Em mới đi chặt cây để làm lều. Ban ngày xuống suối mò cua, vồ con ếch nướng ăn. Đêm đốt lửa quanh lều. Con hổ, con báo thấy lửa sáng thì không dám đến gần. Chẳng biết ở đảo đã bao nhiêu ngày, váy áo dần già rách tả tơi, lâu lắm rồi cũng nên. Một hôm trông ra ngoài khơi có một chấm thuyền, em mới vội vàng chất củi đốt một đống lửa làm hiệu. Cái thuyền ngoài kia đã trông thấy khói và lửa bốc trên đảo, thuyền mới từ từ vào, mỗi lúc một rõ bóng hơn. Đến khi cả cánh buồm hiện lên trên mặt sóng nhấp nhô, nàng bỗng nhận ra cánh buồm này cùng màu chàm như thuyền của chàng ra đi. Trời ơi, có phải thuyền của chồng em không? Chiếc thuyền đã kề vào mép cát, thuyền của chàng. Chàng bước lên bãi, chồng thấy nàng, nàng chạy đến ôm lấy chàng, khóc ròng. Rồi nàng kể cho chồng nghe những chuyện đau lòng đã xảy ra. Nửa tháng sau, thuyền về đến bến làng. Chàng lựa chèo cho thuyền ghé vào bờ một đêm trăng. Nửa đêm vợ chồng về nhà, mẹ trông thấy con dâu bàng hoàng, không biết thật hay hư, người hay ma. Nhưng chàng đã kể chuyện để mẹ yên lòng và dặn vợ giữ kín, trong nhà không ai biết, không ai trông thấy. Hôm sau, một mình chàng sang nhà phú ông, mừng là con rể đã về, cả nhà mới xúm lại. Chàng kể chuyện ở bên kia cửa biển có phố, có bến, có cánh đồng, làm ăn buôn bán rất sầm uất. Mai đây nhà ta sang bên ấy thì thuận lợi hơn ở đất này. Nhưng phú ông ủ rũ như người ốm, chẳng muốn bàn bạc thế nào, vì nông nỗi cô con gái út chết thảm. Hai chị thì vật vã khóc lóc. Thế nhưng có lúc lại lặng im,
rồi cười cười nói, mừng mừng rỡ, như người đương bệnh tật sở điên dở dại làm sao. Hôm sau thì chàng mới làm cơm cúng vợ, cả nhà đến đông đủ, cúng xong, mâm đã bày ra. Hai chị cũng vừa khấn em, còn chưa ngồi vào mâm. Chàng chắp tay và nói, hai chị cho em vào gọi nhà em ra ngồi mâm với. Vừa dứt lời, vợ chàng mở cánh cửa bước ra. Nàng tươi cười lạy chào bố mẹ, rồi đến trước mặt hai chị cúi đầu và nói, em đã về. Hai chị hốt hoảng, vừa thẹn vừa sợ, đứng phất lên nhảy ra cổng. Lúc ấy trời đang mưa to, nhưng hai người cứ chạy mãi. Câu chuyện cô Ngọc Anh kể đến đây là hết mất rồi. Bây giờ cũng đã khuya rồi, các bạn đi ngủ nhé. Cô Ngọc Anh xin chúc các bạn ngủ thật là ngon. Và chúng ta lại tiếp tục đón nghe những câu chuyện thú vị vào ngày mai nhé các bạn nhé.